Gabriel Jesus ghi bàn ở phút 90 trong trận làm khách trên sân Sebury của Southampton ở vòng 38, cũng là vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa giải 2017-2018. Manchester City đã trở thành đội vô địch giành được nhiều điểm nhất trong lịch sử với cột mốc 100 điểm. Trước đó, kỷ lục giành nhiều điểm nhất thuộc về Chelsea ở mùa giải 2004-2005 với 95 điểm. Ngoài ra, đội bóng màu xanh thành phố Manchester còn thiết lập các kỷ lục khác như đội sở hữu số trận thắng nhiều nhất với 32 chiến thắng, ghi được nhiều bàn thắng nhất với 106 bàn thắng và có chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất là 18 trận. Cá nhân của huấn luyện viên Pep Guardiola cũng được bình chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất của giải. Thành tích của Manchester City là vô tiền và có thể không là khoáng hậu, nhưng khó mà biết được đến khi nào mới có thêm một đội chinh phục được những con số giống như Manchester City đã có được trong mùa giải 2017-2018.